Chào anh chị ạ, hôm nay Ecomax xin giới thiệu tới anh chị sản phẩm máy sấy tóc của Wonsan với mã sản phẩm là GHD2041. Bây giờ em sẽ mở trực tiếp sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào ạ. Đầu tiên khi mở sản phẩm ra chúng ta sẽ thấy một đầu sấy hẹp ạ. Theo thì máy sấy tóc thì được bao phủ một lớp ni lông để trong quá trình vận chuyển mình sẽ chống bị xây xước. Ngoài ra thì sẽ có thêm quyển hướng dẫn sử dụng ạ. Vỏ nhựa thì được làm từ ABS, có chức năng sấy lạnh và có nút đặt điều khiển. Ngoài ra thì sẽ có 3 mức độ nhiệt và 2 mức độ gió. Tay cầm thì sẽ cố định, sẽ có rơ le tự động ngắt khi quá nhiệt ạ. Để đặt mua sản phẩm, anh chị ấn vào nút mua ở trên trang web ecomart.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới nhân viên bán hàng qua số điện thoại 0243 965 6067 hoặc 0974 178586. Ecomart trân trọng cảm ơn ạ.